Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Phan Công Khanh và mở rộng điều tra vụ án Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản kinh doanh các dòng siêu xe đắt tiền. Cơ quan công an nhận thêm 3 đơn tố cáo Khanh và đồng bọn có hành vi lừa đảo chiếm dụng tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đáng nói, trước khi bị bắt, bên cạnh khối tài sản khủng với hàng loạt siêu xe có giá trị lớn trên thế giới, Phan Công Khanh còn hơn cả trào lưu flex đang nổi đình đám trên mạng xã hội hiện nay khi khoe khoang trưng trổ những thứ hào nhoáng không thuộc về mình. Mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi để thấy được màn khởi nghiệp nhanh hơn tốc độ ánh sáng cùng với màn flex đến hơi thở cuối cùng của Phan Công Khanh trước khi bị bắt. Trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh được biết đến là đại gia khi sở hữu khối tài sản khủng với hàng hiệu cùng với loạt xe sang đình đám trên thế giới. Khi mới 23 tuổi, Khanh chính thức bước vào mảng kinh doanh xe hơi và cho biết chiếc siêu xe đầu tiên sở hữu là Audi R8 đời 2009. Đến năm 26 tuổi, Phan Công Khanh thường giới thiệu là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Cây Super, sở hữu những dòng xe có giá trị trên thế giới. Thời điểm đó, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thần tượng ao ước mơ được thành công như Khanh khi chứng kiến những gì anh ta trưng trổ trên mạng xã hội, cũng như hình dung về một quy trình khởi nghiệp thành công với tốc độ ánh sáng. Và không chỉ khoe khoang sự thành công và giàu có trên mạng xã hội, siêu đại gia Phan Công Khanh còn lên mạng dạy khởi nghiệp, dạy làm ăn và dạy luôn lối sống cho người khác. Thậm chí, ngay trước khi bị bắt, Phan Công Khanh còn gây chú ý khi đăng tải video cùng biệt thự di động Rolls Royce Phantom với giá trị lên đến 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Phan Công Khanh còn thường xuyên khoe mẽ mối quan hệ với những nghệ sĩ hàng đầu và những đại gia chơi xe khét tiếng như một cách để flex thêm vẻ ngoài hào nhoáng của mình. Không chỉ sự giàu có mà Phan Công Khanh vẽ lên, anh cũng thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Cùng với loạt ngôn từ hoa mỹ, Phan Công Khanh cũng từng đăng tải trên trang cá nhân những bài viết đạo lý như: muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian. Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận bịu hơn người khác một thời gian. Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận chịu khổ một thời. Muốn có những thứ người khác chưa từng có, bạn phải làm những việc người khác chưa từng làm. Hãy luôn tiến về phía trước, kiên trì và nỗ lực hết mình. Tất cả những chiêu trò khoe khoang thành công, khoe khoang giàu có và chịu chơi của Phan Công Khanh chỉ bị bại lộ khi Khanh bị tố cáo và bị bắt giam vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi đó, nhiều người mới biết ngay đến cả tiền hoa khai trương showroom bán siêu xe thì Khanh cũng nợ đến 100 triệu, chưa kể đến những số tiền lặt vặt khác, chỉ có vài chục triệu thì y cũng nợ nốt. Cụ thể, cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của anh Ca, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng mua xe với số tiền hơn 100 triệu đồng, và chị B, ngụ Hà Nội, trình báo về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cổ xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương. Còn với dàn siêu xe đắt tiền thì khi công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, mọi người mới ngã ngửa khi biết các trò khoe mẽ trên mạng lâu nay của siêu xe đại gia Phan Công Khanh chỉ là chiêu trò. Hóa ra, nhiều lô siêu xe không phải của Khanh mà của nhiều chủ khác. Xe trưng bày, xe ký gửi, cái showroom của Khanh là nơi trung gian để mua bán xe và ông chủ kiếm lợi từ những thương vụ đó. Và đáng nói là trong quá trình đó, Khanh đã lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ví dụ như trường hợp chị LNTH quen biết Phan Công Khanh nên nhờ bán giúp chiếc siêu xe. Khanh không bán mà cầm lấy 2 tỷ đồng trả nợ và chuộc chiếc Mercedes G63 đã cầm trước đây. Hay mới nhất, theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tiếp nhận đơn của anh P, ngụ tỉnh Kiên Giang,
tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt chiếc xe Biraros 800 của anh. Thông qua việc Khanh mượn chiếc xe của anh P để trưng bày tại showroom của Khanh trong ngày khai trương ngày 8 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên sau đó, đến ngày 13 tháng 6 năm 2023, Khanh cùng đồng bọn bán chiếc xe trên cho người khác và chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ tổng cộng 8 chiếc xe liên quan đến vụ án của Phan Công Khanh để điều tra. Nổi bật trong số này là chiếc McLaren 650S mui trần của người tố cáo Phan Công Khanh đầu tiên, với giá trị thời điểm hiện tại khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phan Công Khanh chỉ cầm cố với giá 2 tỷ đồng để dùng vào việc khác. Được biết, ngoài chiếc McLaren 650S trên, Phan Công Khanh còn mượn rất nhiều siêu xe của người quen để trưng bày ở showroom trước, trong và sau thời điểm khai trương Ka Super ngày 8 tháng 6 năm 2023. Tiếp theo là chiếc Lamborghini Urus màu xanh nõn chuối bị Phan Công Khanh cầm cố. Siêu SUV của thương hiệu Ý ở thời điểm này vẫn có giá khoảng 20 tỷ đồng. Là một trong những siêu SUV nhanh nhất thế giới, Lamborghini Urus sử dụng động cơ V8 4.0 lít tăng ép kép sản sinh ra công suất tối đa 657 mã lực, ô men xoắn cực đại 850. Phan Công Khanh cũng cầm cố bán chiếc Ferrari 488 GTB của một đại gia An Giang và hiện có giá 10 tỷ đồng. Được biết, Ferrari 488 GTB màu xám lông chuột này là chiếc siêu xe đầu tiên về Việt Nam. Porsche 718 Cayman màu xanh nước biển có giá hiện tại khoảng 4,5 tỷ đồng cũng thuộc diện bị Phan Công Khanh lừa đảo để cầm cố. Porsche 718 Cayman sử dụng động cơ đặt giữa là máy xăng Porsche 4 xi lanh tăng áp suất công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 380. Chiếc xe thể thao này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 275 km/h. Cũng thuộc diện bị Phan Công Khanh lừa đảo là chiếc xe sang BMW M3, một phiên bản hiệu năng cao hàng đầu của ba dòng series. Giá xe BMW M3 vào khoảng 4 tỷ đồng được tạo ra bởi bộ phận hiệu năng Performance đầy danh tiếng của BMW. Hai chiếc Mercedes Agyeman G63 cũng bị Phan Công Khanh cầm cố và mỗi chiếc trị giá khoảng 12 tỷ đồng đều là xe nhập khẩu tư nhân. Ở thời điểm hiện tại, dàn siêu xe trong vụ án bị Phan Công Khanh cầm cố có giá trị ước tính khoảng trên 70 tỷ đồng. Trong khi đó, đối tượng Khanh mới chỉ cầm cố lấy gần 25 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá trị dàn siêu xe ở thời điểm hiện tại. Khoe khoang là đặc tính chung của con người và nó là một phần bản chất của trào lưu flex đến hơi thở cuối cùng, vốn có nguồn gốc từ văn hóa hip hop của Mỹ, một quyền lực mềm, một giá trị toàn cầu đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những hành động khoe mẽ và việc làm lời nói kiểu flex của siêu đại gia Phan Công Khanh sẽ không có gì đáng nói nếu Phan Công Khanh không vi phạm pháp luật, không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Vụ án siêu đại gia Phan Công Khanh đang được mở rộng điều tra, nhưng với những thông tin có được cho đến thời điểm này, cũng đủ để những người trẻ lâu nay thần tượng và học theo Khanh trên mạng xã hội có những bài học đắt giá về câu chuyện khởi nghiệp, thần tốc và làm giàu với tốc độ ánh sáng.